Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh của Vân Quý thính giả thân mến Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay Vân xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Thiếu thốn của tác giả Nguyễn Khắc Mẫn Chuyện được xuất bản tháng 9 năm 1941 Mời quý thính giả cùng nghe Tấn có một chị Chị báu và một em sai Em toại Chị báo đã 17 tuổi Có vẻ người lớn lắm rồi Còn Tấn và Toại thì suýt soát tuổi nhau Tấn lên 6 Toại lên 5 Tấn cao hơn Toại một cái tròm đầu Tấn tuy còn ít tuổi Nhưng đã biết suy nghĩ Và hay chú ý đến cử chỉ của từng người trong nhà Ba chị em Tấn cùng gọi cha là chú Và gọi mẹ là U Người làng thì dùng tên đứa con đầu lòng Mà gọi ông bà ấy là ông báu Bà báu tấn nhận thấy chị bao yêu em toại hơn mình và chú u chỉ hay vút vai chiều mến đứa con nhỏ ấy tấn hơi khó chịu tấn tủi thân tấn còn ghen với em nữa nhưng tấn có chỗ lợi khác bù vào tấn được ăn ngon mặc đẹp hơn toại chỗ lợi ấy khiến tấn có thể hãnh diện được với em tuổi thơ ngây chỉ biết so bì có thế còn tại sao chú u đã yêu toại hơn mà lại không cho toại ăn mặc bằng mình tấn không hiểu không bao giờ tìm hiểu và không càng nghĩ đến nữa. Tấn còn non dại, biết gì, mặc dầu đã sớm có trí khôn. Mỗi ngày hai bữa, chỉ mình Tấn được ăn cá thịt, ăn cơm trắng, còn cả nhà ăn tương dưa với cơm gạo đỏ, trộn lẫn ngô khoai. Thỉnh thoảng U có gắp món ăn cho toại, nhưng gắp ít thôi, gắp xè giặt. Còn cơm trắng, chỉ khi nào Tấn ăn xong, còn thừa toại mới được hưởng về quần áo bao cái tốt lành riêng phần tấn mặc toại chỉ che thân bằng những cái sách và nhiều mụn mà tấn đã dùng qua và không dùng được nữa toại không đòi hỏi không ghen tị không hờn rỗi biết an phận quá đến nỗi tấn phải đem lòng thương hại nhưng mỗi khi u nhìn toại trong cái nhìn ấy tấn nhận thấy bao tình thương mến tấn thèm muốn yêu đương quá tấn cảm thấy thiếu thốn trơ trọi và lại tủi thân, lại ghen với Toại. Nếu U cũng chỉ cho Tấn mặc áo vá, ăn cơm gói như Toại, nhưng yêu Tấn với tất cả tình yêu đàm thắm, có lẽ Tấn vui lòng và sung sướng hơn. Nhưng Tấn còn bé dại, đã nghĩ đâu được như thế. Một buổi trưa, cả nhà ngồi ăn cơm trên một manh chiếu sách, dài xuống nền đất. Trung quanh chiếc mầm gỗ đã long sơn Tuy sống trong cảnh nghèo nàn Nhưng mọi người đều vui vẻ bỗng con vàng đâm xù ra ngoài cổng sủa lên ẩm ý tức thì có tiếng ai gọi giọng nửa thân mật nửa có vẻ bề trên bà báo có nhà không ra đánh chó hộ tí nào bà báo đã thuộc tiếng người bà cả bút vừa nói bà vừa đứng dậy vội vàng chạy ra sân miệng mắng chó vàng vào ngay chết đòn bây giờ con chó khôn ngoan vâng lệnh chủ cúp đuôi lại, lừ lừ đi vào, nằm liền ngay chỗ đặt mâm cơm. Bà báo đan đảo mời khách. Mời bà vào chơi trong nhà. Rồi bà nhường bà bút đi trước, bà theo sau. Bà bút không đợi mời đến hai lượt. Bà hiểu rõ địa vị của mình. Bà đường hoàng đi như một bà chủ. Bà đã qua khoảng sân đất hẹp hòi. Đến trước thêm nhà, bà dừng lại, nhìn vào mâm cơm. Con vàng gừ gừ mấy tiếng lấy lệ, rồi cúi đầu xuống nằm im Ông báo vội đứng lên chào khách Cả chị báo nữa Tấn và Toại vẫn ngồi yên Nhưng miệng ngừng nhai Mắt chối nhìn người mới đến Tuy chúng không lạ gì người ấy Cứ hai ba tháng một lần Người ấy lại đến chơi Và mỗi khi nghe thấy ai nói đến tên bà cả bút Tấn lại nghĩ ngay tới người đàn bà béo thấp Mặt hiền hậu Giọng ngọt ngào Quần áo lành đẹp Hiện đang đứng trước mặt mình Bà báo mắng toại Thằng toại giỏi nhỉ Không chào bà đi Ngồi dương mắt chẫu ra như thế à Rồi bà mỉm cười bảo Tấn Tấn Chào U đi Cháu ngoan Toại ấp úng Lại bà Tấn bắt trước Lại bà Trừ Tấn và Toại ra Cả nhà cười Bà báo bắt bè. Nhưng giọng rất ôn tồn lại u chứ Tấn ngồi im Cúi mặt xuống Hai tay đỏ nóng Tấn biết bà cả bút yêu mình hơn toại Những khi đến chơi Bà thường bế ám Tấn Âu yếm nhìn Tấn Đôi lần hôn cả lên má Tấn nữa Nhưng Tấn ngượng nghịu Xấu hổ, thẹn đỏ mặt Tấn muốn trụt xuống khỏi tay bà Muốn lần cái hôn nồng nàn của bà Muốn tránh đôi mắt nhìn đầy yêu đương của bà Là vì Tấn thấy mình là con nhà nghèo mà bà cả thì giàu có mặc quần áo sang trọng cũng bởi lẽ ấy tấn ngượng mồm không muốn gọi bà là u còn bé mà tấn đã nhiều lòng tự ái bà báo lễ phép mời bà vào chơi trong nhà bà cả bút đáp gọn thôi được bà đang nhìn vào hai bát cơm của hai đứa trẻ bà thấy bát của tấn có gạo trắng có thịt nạc diêm còn bát của tội thì đựng cơm ngô, bên trên có ít cá vun kho tương. Một vẻ vui mừng thoáng hiện trên nét mặt bà. Bà bảo bà báo giọng cảm động. Còn còn bé mà đã bắt tội nó ăn kham khổ thế kia. Thưa bà, con nhà nghèo làm thế nào được? Cho nó ăn cá, nhỡ hóc thì khốn. Được cái, cháu cũng không hóc bao giờ. Giời sinh voi, giời sinh cỏ. Sao không cho nó ăn chung với thằng Tấn? với một vẻ mặt tự đắc nhưng chân thật bà báo nói tiền bà cho để mua thức ăn cho em gạo bà gửi để thổi nấu cho em tôi chỉ để riêng phần em còn cháu thì nhà có cái gì ăn cái ấy cho nó cùng ăn với thẳng tấn có được không có thỉnh thoảng tôi cũng cho cháu ăn nhưng chỉ ăn những thứ em ăn còn thừa tôi tuy nghèo nhưng rất phân minh tuy thương cháu nhưng không dám lấy của người để nuôi con mình Bà cả bút lộ vẻ bằng lòng Bà nghĩ thế là phải Nhưng được Từ giây bà cứ cho con nó ăn chung với thằng Tấn Kẻo tội nghiệp Nó còn bé hơn thằng Tấn nhiều Hết tiền hết gạo Bà cứ lên mà lấy Nếu tôi đi vắng Đã có thầy các cháu ở nhà Nói xong Bà chào ông báo bà báo Bà báo niềm nở giữ khách Mời bà vào chơi trong nhà đã Thôi để ông bà và các cháu đi xơi cơm tôi phải về chiều còn lên đông sơn có chút việc bà báo đưa bà cả ra tận cổng rồi mới trở lại ông báo và chị báo đã ngồi xuống chỗ cũ Tại đã cầm bát đưa lên miệng để và nhưng tấn bỗng dưng thấy buồn buồn ngao ngán nhớ bà cả bút tấn cũng không hiểu nữa tấn không rõ bà cả là người thế nào mà u bắt tấn phải gọi bằng u trong khi mọi người khác trong nhà chỉ gọi bằng bà tần phân vân tấn không biết nhưng không muốn hỏi được cái tuổi trẻ dễ quên nên chỉ một lát sau tần đã không băn khoăn về điều ấy nữa bà báo lên chơi thôn trên mãi xâm sẩm tối mới về bà cầm ở tay một gói gì tấn không biết toại nũng nịu hỏi u ơi gói gì thế Gói vải để may áo cho anh Tấn. U mai cho con với nhé. Vải đâu của nhà mà mai cho mày. Toại xịu mặt lại, làng ra vườn chơi. Tấn hơi buồn, lời nói của U đã khiến Tấn phải nghĩ ngợi. U bảo không phải vải của nhà, vậy vải ấy của ai? Tấn tự hỏi thế, nhưng đành chịu, không tự trả lời được. Tấn bỡ ngỡ như đứa trẻ bị lạc, tuy được mặc đẹp ăn ngon hơn Toại, nhưng chưa bao giờ Tấn dám làm nụ u như Toại. Tấn thấy nó làm sao ấy? Tấn ngần ngại, có lẽ tại Tấn cảm thấy u không âu yếm Tấn, mà chỉ chiều chuộng thôi. Ngay ngày hôm sau, bà báo đem gói vải ra. Tấn trông thấy một miếng vải gì to lắm, rộng lắm, bóng loáng màu táo tàu. Ở giữa gói vải, có một ống chỉ đen, có cả hai cái kim cài vào một mụn lụa bạch bà báo gọi. Tấn đâu? Ra u mai áo mới cho nào? Đang ngồi với Toại, Tấn chạy ngay đến. Con đây! Bà báo cầm miếng vải ướm vào tay và người cho Tấn. Bà lẩm bẩm. Dài quá, nếu may cho cả hai đứa thì vừa. Rồi không nghĩ gì hơn, bà cầm kéo cắt cho một mình Tấn. Thấy Toại ngồi im, trố mắt nhìn u đo áo cho anh. Vẻ mặt đầy ước muốn Bà báo an ủi Đến Tết U sẽ may áo đẹp cho con trai Thế là Tấn lại kém vui Chưa bao giờ Tấn được nghe U gọi mình Với hai tiếng êm đềm Con trai Áo mới của Tấn đã may xong U cho Tấn mặc ngay Không bắt để dành đến Tết Cái áo dài quá Dài chấm mắt cá chân Và lụng thụng như áo tế Tấn mặc áo ấy Trông buồn cười lắm Y như một sư cụ tí hon khoác áo cả xa Áo dài rộng Làm cho người tấn hình như đã bé nhỏ lại bé nhỏ thêm Nhưng già được bát canh Trẻ được manh áo Tấn không vì thế mà buồn Trái lại Tấn vui hớn hở Vì tấn được mặc áo mới Trong khi áo toại đã phai màu Và bị vá vai vá nách Với trẻ Áo mới là áo đẹp Bất luận may vụng hay may khéo Hôm ấy chú đi việc làng U đi chợ sổ mua mạ hộ bà khán toại Chị báo đi tát nước ruộng thuê Chỉ có tấn và toại ở nhà Hai anh em chơi làm đình Tân lấy những mảnh gạch vỡ chồng lên với nhau bảo toại Đình của chúng mình đấy Rồi tấn rủ toại ra vườn Vặt ít lá ở một cây chanh mọc thấp lẻ tè Đem vào bầy trước cửa đình Trên nền đất Tấn tìm nhặt những mảnh gói vụn Đặt lên trên những cái lá một rồi mỉm cười khoan khoái. Làm cỗ xong rồi, chúng mình cúng đi. Nhưng hai anh em chưa kịp cúng, thì con vàng nằm trong gậm giường, gừ mấy tiếng, rồi chạy ra cửa sủa vang. Tấn ngoảnh nhìn, thấy bà cả bút đã vào đến sân. Tay bà cầm cái gậy tre để xua chó. Tấn đứng im, bà cả vừa cười vừa nói. Thằng bé kia, không đánh chó cho tao mới à? Thấy bà cả dưng tao Và gọi mình là thằng bé Tấn khó chịu Nhưng Tấn cũng thè thè quát Vang, vang, bảo ngay Chết giờ Con chó ngoan ngoãn Lùi lũi vào gậm giường nằm Nhưng có vẻ miễn cưỡng Ô không có nhà Không Ô đi đâu Tôi không biết Chết chưa Anh ấy dưng tôi với mẹ anh ấy kìa Tấn ngạc nhiên tự hỏi Sao bà ấy lại là mẹ mình Tấn không biết mẹ với U khác nhau thế nào Tấn đoán chừng Bà cả cũng có họ như thím quan xã Mà thím báo vẫn đưa Tấn vào tại đến chơi nhà Bà cả ngắm Tấn súng xính trong chiếc áo mới Bà bật cười Thằng Tấn có cái áo đẹp nhỉ Vừa dài vừa rộng như áo lễ sinh ấy Tấn thẹn lắm Tấn muốn chạy lần mặt Thím quản xã vẫn gọi Tấn là thằng Tấn không nghĩ gì Tấn không hiểu tại sao bà cả bút cũng gọi Tấn như thế Tấn lại hơi từng tức Hay tại nhà bà quản xã cũng nghèo như nhà Tấn Mà nhà bà cả bút thì giàu Giàu có tiếng Trẻ con nhà nghèo thường hay khái lắm Bà cả bút ạm Tấn lên Tấn để yên Bà cả hỏi Áo đẹp nhỉ Ai may cho Tấn đấy U U nào u chứ u nào y tấn muốn nói bà báu nhưng bà cả thấy lòng vui vui bà ép trả tấn vào người hôn lên má tấn yêu quá tấn thẹn nhưng tấn sướng chưa bao giờ tấn được u yêu như thế tấn muốn vòng tay ôm chặt lấy cổ bà cả như toại thường ôm cổ u nhưng tấn không dám bà cả vừa buốt thẳng hai ống tay áo của tấn xuống vừa phàn nàn đưa vải để bà ấy may cho cả hai anh em bà ấy lại cẩn thận quá chỉ may cho một đứa thành ra hỏng cả cái áo phí cả của tấn không hiểu bà cả nói gì chỉ im lặng bà cả lại hỏi không có ai ở nhà coi tấn ư ừ. không không được ra chơi ở cầu ao đấy nhé vâng bà cả đặt tấn đứng xuống bà móc túi lấy cho tấn một xu Bà cho cả toại nữa Bà nấn ná mãi Bà dặn lại tấn một lần nữa Nhớ đừng ra ao chơi đi nhé Rồi lại quay trở ra Tấn nhìn theo bà cả lòng ngao ngán Không biết bà ấy là thế nào với mình Tấn tự nhủ thầm vậy Mặt Tấn đam đam như người nhớn khi lo nghĩ Nhưng lúc toại rủ Tấn ra làm đình Tấn lại mỉm cười ngay quên hết Xế chiều hôm ấy bà báo đi chợ sộp về bà mua cho anh em tấn mỗi đứa một chiếc bánh bột lọc toại chạy đến níu lấy áo u khoe dối rít u ơi con có một xu kia bà báo cười hỏi anh tấn có không có ai cho bà hàng vải toại cãi không phải bà cả bút chứ bà báo cười ngặt hai mắt híp cả lại phải rồi, bà hàng vải của anh Tấn đây. Tấn hơi lạ về giọng nói của U. Tấn chưa hiểu là giọng nói đầy vẻ diễu cợt. Tấn chỉ thấy nó khác thường. Nhưng tại sao có sự khác thường ấy? Tấn không hay. Thấy người nhớn gọi bà cả bút là bà hàng vải. Tấn cũng bắt chước gọi thế. Tấn không rõ rằng người ta gọi vậy vì bà cả bút bán hàng tấm. Nghĩa là bán các thứ vải, tơ lụa, vóc nhiễu, Bà cả ít khi bán hàng ở làng Bà thường đi xa Bán quanh vùng thôn quê ở mấy tỉnh lân cận Bởi vậy Bà vắng nhà luôn Có khi hàng tháng bà mới về một lần Để lấy thêm hàng Bà phát tài lắm Nhiều người bầu bà giàu nhất làng nghĩa chỉ Không biết ai đã đặt ra câu về Lắm con ông cưỡng Lắm ruộng ông tiên Lắm tiền bà bút Những khi ở xa về Bao giờ bà cả bút cũng xuống nhà bà báo thăm tấn Ý chừng bà báo đã kể chuyện thế nào với bà cả Nên những lần sau xuống chơi Bà cả thường nói đùa Tấn Thế nào Thằng Tấn có về với bà hàng bài không Tấn xấu hổ Tấn cảm thấy một cách mơ hồ rằng Tấn đã có điều gì không phải với bà cả bút Và Tấn không dám đường hoàng ngẩng mặt nhìn bà 25 tháng 10 Hôm ấy có vẻ mùa đông lắm Trời thấp hẳn xuống và nặng chịu những mây ngày âm u ánh sáng mở buồn như du ngủ gió lào xào chạy trong lá cây ngoài vườn trên những ngọn tre ngoài bờ ao ngoài lũy bà báo nói với chồng hôm nay mới bắt đầu rét muộn hơn mọi năm nhiều ông báo không đồng ý ngày này năm ngoái chẳng nắng chảy mỡ ra là gì tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy cộ trên nhà ông cả bút thiêu hết cả bà báo cười thôi cũng nhớ thế Hôm ấy tôi phải quạt cho thằng Tấn luôn tay Hôm nay độ bao giờ bà mới cho nó lên trên ấy Người ta cũng chưa Thì thường buổi lên cũng vừa Tuy nói vậy Nhưng khi Tấn vừa thức dậy Bà báu cũng rửa mặt ngay Và sửa soạn quần áo cho Tấn Bà dỗ ngọt Mặc áo đẹp Để về nhà ăn dỗ bà Tấn ngây thơ hỏi Về nhà nào kia Về nhà trên thôn trên Nhà bà hàng vải Ba tiếng bà hàng vải Khiến Tấn hơi trột dạ Vốn tính bén lén Tấn không thích đi chơi đâu Càng không muốn đi ăn cỗ ở các nhà khác Nhất là ở nhà bà cả bút Tấn bạo dạn nói Con không đi đâu Bà báo vẫn ngọt ngào Rõ rở hơi Không đi thế nào được Tấn lặng im Để mặc u thay áo cho mình tấn ngoan và dễ bảo trời hơi loe nắng nhưng ánh nắng lại nhạt ngay từ nhà bà báu lên thôn trên mất một quãng đường xa tấn không thể đi được bà báu phải ẵm tấn khi hai u con tới nơi thì nhà bà cả bút đã đông người lắm tấn bỡ ngỡ như đến một nơi mới lạ sự thực tấn đã đến đấy nhiều lần năm nào cũng ít nhất là hai kỳ nhưng tấn còn bé quá nên chóng quên tấn ngơ ngác nhìn nhà bà cả bút giàu quá giàu hơn nhà tấn nhiều lắm tấn thấy những hai cái sân gạch rộng liền nhau hai cái nhà gạch to hai cái nhà xanh hai cái bể đựng nước mưa bà cả ở cái nhà gạch to nhất bước ra u bảo tấn chào lại u đi tấn ấp úng lại u lại u ạ à. bà cả bút cười hớn hở. Bà hàng vải đi chứ Có phải U Anh đâu Tấn thẹn quá Tấn muốn khóc Thế mà U đã tha cho đâu U còn chỉ một người đàn ông Có dâu lừa thừa Mặc quần áo đẹp hơn chủ nhiều và bào Thầy đấy Tấn lại thầy đi Tấn ngượng nghịu mấp máy môi Nói không thành tiếng Ba bốn người xuống chung quanh Tấn Thì nhau nói Nó có phải con cái nhà này đâu Nó là con dai thôn gạo đấy không phải con giai thôn tín Mỹ. Tấn nép đầu vào vai bà báo, rồi òa lên khóc. Bà báo dỗ Không, nói đùa đấy, em tấn nín đi, Chóng ngoan. Tấn vẫn nước nở, bà cả bút âu yếm. Thôi, con giai ra đây vậy. Rồi bà ám tấn, linh giác bảo cho tấn biết. Tấn có tình rất thân với bà cả. Một sức mạnh huyền bí khiến Tấn đem bụng thương mến bà. Tấn cảm động vì được bà cả gọi mình là con trai Và Tấn nín không thổn thức nữa. Bà cả vui vẻ nói. Máu mủ nhà nó có khác. Tấn không hiểu nghĩa câu ấy, nhưng Tấn thấy lòng êm êm. Bà cả ẵm Tấn lên nhà trên. Bà lấy cho Tấn một cái bánh rán còn nóng. Con trai ăn đi, tí nữa cũng bà xong ăn cỗ. Tấn vâng lời ngay. Bà cả ấm tấn xuống vườn Bà chỉ cho tấn xem đàn gà đang bới mùn kiếm ăn Ở chân đống rơm Một đàn lợn con ủn ỉn chạy theo lợn mẹ Những nải chuối to Còn xanh Khum khum rủ xuống trên ngọn cây Của tấn đây Tấn có muốn lấy gì không Không Thế tấn có muốn ở đây không Không Bà cả có ý không bằng lòng Giọng bà đượm vài mỉa mai Mày chỉ thích ở cái túp lều danh dưới thôn gạo thôi phải không? Tấn xịu mặt xuống. Tấn còn bé, chưa hiểu thế nào là mỉa mai, chưa có những tư tưởng phức tạp. Nhưng thầy nói đến túp lều danh dưới thôn gạo, Tấn bực mình. Trong lòng Tấn, nhóm lên một tình cảm mới, gần như phận uất. Trên nhà, ông cả bút đã cúng xong, ba cả ẵm Tấn lên. Ba đặt Tấn đứng ở giữa chiếc chiếu cạp điều, dài trước ban thờ. Tấn lễ bà đi nào Vừa nói Bà vừa cầm trụm hai bàn tay Tấn lại Rồi lên hạ xuống bốn lần Miệng lầm bẩm Lạy bà ạ Bà phù hộ cho cháu ạ à. Mặt Tấn đỏ đến tận mang tay Tấn thấy lôi thôi quá Ở nhà Tấn Thỉnh thoảng cũng có dỗ Nhưng chú vào U không bắt Tấn lễ như thế bao giờ Đến bữa cơm Tấn không ngồi với U Tấn ngồi ăn với bà cả bút với người đàn ông mà Tấn phải gọi bằng thầy và hai người con trai trang tuổi chị báu mà bà cả bảo Tấn nhận anh Bút và anh Tháp. Anh Tháp ít tuổi hơn, có vẻ hiền lành hơn anh Bút. Anh Tháp hình như cũng yêu Tấn hơn. Tấn cảm thấy ngay như thế. Trên mâm có nhiều thức ăn lắm, có cá rán, có thịt gà, có chả lợn, có canh miến, lại có cả những món ăn Tấn không biết tên và chưa được ăn bao giờ nhưng tấn không thích tấn còn khó chịu là khác vì anh bút bát bẻ tấn nhiều quá anh bắt tấn ngồi xếp bằng tròn anh bảo tấn mời thầy u trước rồi mời hai anh anh khuyên tấn nên cầm đũa cao hơn một chút anh chỉ trích tấn về lối và cơm để đũa chạm vào bát kêu thành tiếng bởi vậy tấn ăn mất ngon tấn tiếc những bữa cơm ở nhà tuy chỉ có thịt nạc diêm nhưng muốn ăn thế nào ngồi thế nào tùy ý Tần ấm ức Mới hết có lưng bát cơm Tấn đã đặt đũa xuống thành mâm Bà cả hỏi Còn ăn cơm nữa Thôi Anh bút lại nói giọng nghiêm nghị Để đôi đũa trụm lại Ngang trên miệng bát Rồi vô phép đi đã Nhưng bà cả không đợi Tấn phải làm theo lời anh Bà Âu yếm hỏi Sao con ăn ít thế Có đói không Tấn lắc đầu Tấn phụng phịu không phải Tấn vô phép với bà cả Cũng không phải Tấn làm nũng Tấn biết lòng Tấn lắm Nếu ai hỏi gặng Tấn thêm một câu Ép Tấn phải nói một lời Tấn sẽ ỏa khóc lên ngay Tấn đã thấy sự nghẹn ngào đưa lên tận cổ Và nước mắt đã đọng lại trong mi Chỉ ngập ngừng muốn chảy Tấn không hiểu sao lại như thế Tấn ghét anh bút Nhưng bà cả đã làm Tấn phải nao nao lòng Ba tử tế quá bà cả lấy đĩa bánh rán đầy đưa cho tấn còn ăn đi tấn nhìn trộm anh bút nếu không có anh ấy nếu chỉ có bà cả tấn còn ăn được hai lưng cơm nữa tấn còn đói tấn cầm một chiếc bánh đưa lên miệng nhưng mắt tấn vẫn lấm lét nhìn về phía anh bút bà cả hiểu ý bà kéo tấn sát vào cánh tay mặt của bà bà ngồi nhích lên một tí thế là tấn ngồi khuất anh bút không trông thấy tấn nữa thấy được che chở tấn vững lòng hơn và tấn ngồi ăn bình tĩnh lúc ấy đã xế chiều nhà bà cả bút đã ván khách chỉ còn con cháu và những người quen rất thân trên nhà bọn đàn ông uống nước nhai trầu nói chuyện dưới bếp bọn đàn bà dọn dẹp rửa xanh nồi xếp bát đĩa bà cả bút lên xuống sai bảo trông nom trời loe nắng ánh nắng hồng tươi đẹp quá dọi vào tận trong cùng nhà trên hướng tây ánh nắng mùa đông êm ấm gợi vui như màu câu đối hồng khi đến tết lòng tấn cũng vui vui tấn không để ý đến anh bút nữa tấn tha thần chơi ngoài hiên rồi dừng lại trước cửa buồng hai cánh gỗ khép lại không khít nhưng phía trên có chiếc khóa bằng đồng mắc vào đôi đanh khuy sắt tấn tò mò nhìn qua khe cửa trong ánh sáng mờ tần thấy rất nhiều chung chỉnh vại tấn cũng chẳng buồn nghĩ xem các thứ đó đựng gì tính trẻ hiếu kỳ nhưng lười suy xét tấn ngẩn nhìn nắng chiều nhạt sần trên nền gạch tấn thấy hay hay rồi tấn lấy ngón tay gõ vào cánh cửa bỗng ngoài sân có tiếng bà cả bút nói to đứa nào nghề cửa buồn của tao kia định ăn cắp gì đấy tấn rụt ngay tay lại tấn vừa thẹn vừa tủi rồi tấn ỏa khóc nức nở từ dưới vườn bà báo chạy vội lên bà bế tấn vào lòng nói nựng khốn thương em tôi làm sao thế ai nghịch em tôi thế bà cả bút bẩn thần như vừa làm một điều gì dại dột nhất là bà thấy tấn cứ thổn thức hoài và nhất định đòi về bà vào nhà gói một gói to vừa xôi vừa bánh rán cầm ra đưa cho bà báo Bà cầm về cho thằng Toại nó ăn với Rồi cho em về Tí nữa sương xuống nhiều trời lạnh Bà báo bảo Tấn Thế em Tấn lại thầy U đi Rồi tôi ấm về nào Tấn lắc đầu Bà cả bút vội nói Thôi đừng bắt tội nó nữa Nó lại ngủ nhà bây giờ Bà báo đã ẩm Tấn ra khỏi cửa Tấn còn nghe rõ bà cả nói trong sân Còn nhà đáo để thế Mới nói đùa nó vậy mà nó đã dỗi ngay Tấn vẫn chưa hiểu bà cả là người thế nào Và Tấn phân vân Ngày đông giá lạnh Cảnh trời buồn Mây xám đầy Thấp quá và nặng quá Hình như muốn xa sầm xuống Ngoài đường vắng teo Những ngọn tre bơ phở sơ xác Gió bớt kéo đến từng cơn Dù lên như một con quái vật Khiến Tấn phải dùng mình Nửa vì rét, nửa vì ghê giận nhất là những ngày mưa phùn tấn càng buồn cả ngày tấn không ra khỏi cửa tấn chỉ ngồi du rú trong nhà trên chiếc ổ rơm dài ngay cho qua thời giờ tấn lại cùng toại nhặt những gạch vụn về xếp làm đình làm đình chán hai anh em tìm một que diêm nắm kín trong tay đối nhau tay nào có tay nào không rồi cùng cười khúc khích nhiều khi tấn cũng muốn rủ em ra vườn tỉa lá cây chơi bắt bướm nghịch nhưng những hạt mưa trắng lạnh phơi phới bay ngăn cản đôi trẻ lại để che thân toại chỉ có một manh áo bông rách vá tấn được mặc áo lành ấm đẹp tấn cũng biết mình sướng hơn em nhưng mỗi khi thấy em nằm gọn trong lòng u được u ấp ủ tấn lại thấy mình lạnh hơn toại tấn chưa hiểu đó là cái lạnh tâm hồn cái lạnh thầm thì hơn gió bấc đuổi mưa phùn nhưng tấn buồn và cảm thấy như thiếu thốn một thứ gì mà tấn không rõ rồi những ngày nặng nề mưa gió âm thầm qua Rồi trong làng Nghĩa Chỉ Nhiều người đã rủ nhau chung lợn để ăn Tết Tết Mới nghe thấy tiếng đó Tấn đã thấy lòng vui Tấn còn mang máng nhớ rằng Tết năm ngoái Tấn được mặc áo đẹp Được nghe tiếng pháo nổ Được nhiều người cho tiền Được ăn giò lụa bánh trưng Tấn thích nhất vì Tết là một ngày hứa hẹn Tấn không bao giờ vòi u như toại nhưng đôi khi Tấn có ngỏ ý muốn xin U cái gì Thì U lại hẹn để đến Tết Thì cái ngày hứa hẹn ấy sắp đến Tấn khấp khởi mừng Tuy Tấn đã bẵng quên những thứ U đã hẹn với Tấn Đã 28 tháng chạp Còn một ngày nữa Ngày 29 lấy làm 30 Vì năm ấy tháng chạp thiếu Rồi cái ngày cuối cùng ấy đến Mới mở sáng Đó đây đã có tiếng lợn kêu Một lát sau Tiếng chảy rã rò đối chọi nhau từ nhà này qua nhà khác Thỉnh thoảng Một tiếng pháo tép làm tăng thêm vẻ Tết Thừng buổi Bà báo đi chợ sộp về Bà đặt gánh xuống nền nhà Tấn thấy trong hai chiếc thúng to Có một cái niêu đất mới Có đậu phụ, thịt lợn Cá, rau, miến Lại có cả gạo nếp Đậu xanh và lá rau nữa Bà báo bảo chồng giọng hoan hỉ Ông đi gói bánh trưng ngay hộ đi gần trưa rồi còn gì ông báo buông thóng một tiếng được rồi ông đem gạo và đậu ra ao Tại nói kéo dài giọng chu gói bánh con cho con nhé ừ ở làng nghĩa chỉ người ta gói bánh từ hôm qua hôm kia có khi còn sớm hơn nữa chỉ những người nghèo túng mới đợi đến hôm nay vì hôm nay mới xoay được tiền đong gạo đậu hoặc mới mượn đường nồi để ninh bánh lúc quá chiều khi tấn và toại đang ngồi nhìn ngọn lửa múa reo dưới nồi bánh thì bà cả bút đến bà đưa cho tấn một cuốn tranh bốn bánh pháo tép rồi hỏi tấn có về trên nhà ăn tết không không thế mai lên sớm nhé vâng bà đưa cho bà báo một gói bọc giấy phèn bà báo mở ra hỏi thưa bà áo tết của em phải Trước khi ra về, bà cả dặn Tấn Chia tranh pháo cho em ấy nhé Vâng Tấn nhìn theo bà cả ra khỏi cửa Tự nhiên Tấn khẽ thở dài Tấn nhận thấy Mỗi khi bà cả xuống chơi về Lòng Tấn lại hoang mang Toại mở từng tờ tranh hí hờn Anh Tấn trông Đẹp quá Con gà sống, con lợn mẹ với đàn lợn con Tấn nhuện cười Ừ nhỉ đám cưới chuột đây này, có cả ông tiến tài tiến lộc nữa. Tần đã quên bà cả bút, Tấn chia một nửa tranh pháo cho toại, hai anh em cùng lấy vôi dán tranh lên bức vách. Tần đừng ngắm những tờ giấy con con vẽ xanh đỏ lè loẹt ấy, Tấn vui thích. Tiếng pháo nổ vang bên nhà hàng xóm, làm cho Tấn tràng tỉnh giấc, nhưng Tấn chưa ngồi dậy, Tấn vẫn nằm nguyên trong chăn, lắng tai nghe tiếng pháo liên tiếp nhau, hoặc ngừng cách quãng, và hình như chạy từ phía này sang phía khác. Tiếng pháo bãng hẳn đi, rồi tiếng pháo rồn rập ngay đầu bên cạnh tấn, rồi tiếng pháo lại xa xôi như từ thôn trên vọng tới. Trời sáng rõ từ lâu, bà báo gọi tấn. Em tấn dậy đi, rồi con lên trên nhà. Tấn đã hiểu, trên nhà đây là nhà bà cả bút. Tấn được lên một tuổi có khác. Tấn đã lên bảy, chắc hẳn tấn khôn hơn năm ngoái đôi phần. Tấn bỏ chăn ngồi dậy ra sân Thấy cây nêu đứng im lìm ngay chỗ cổng vào Tấn ngạc nhiên Đêm qua lúc đi ngủ Tấn chưa thấy chú rồng cây ấy Bà báo rửa mặt cho Tấn Bà lấy mặc cho Tấn Một chiếc quần trúc bâu còn nguyên hồ Và một chiếc áo dài bằng láng thâm bóng Trong lát láng vàng Tấn thấy Tấn mới hẳn ra Tấn thích lắm Nên khi lên thôn trên Tấn không thấy ngại ngại như hôm đi ăn dỗ bà nữa đến nhà bà cả bút Tấn đã đỡ thẹn Bà cả lấy cho Tấn một đồng hào mới Trắng lấp lánh Bà vui cười nói Mừng tuổi cho Tấn để Tấn trong nhớn rồi đi học nhé Tấn nắm chặt đồng hào trong lòng bàn tay Ngực Tấn như giãn nở Tấn thấy màu hồng của xác pháo phơi phới Bay trên sân gạch tươi quá Và những chậu cúc vàng bầy ngoài hiên đẹp vô ngần Thầy cũng mừng tuổi cho Tấn năm xu chỉ có anh bút và anh tháp không cho tấn gì Chắc bà anh cũng nghèo như tấn Tấn đoán thế Trước bàn thờ tổ tiên Thầy đã lễ xong Anh bút đốt một bánh pháo Tiếng pháo nổ lâu lắm Và làm in cả tai tấn Cuối cùng pháo nổ to hơn Mau tíu tít rồi ngừng bặt Tấn thấy như có tiếng pháo Từ đằng xa đáp lại Khói pháo tỏa ra Màu lam tan ngay trong gió không khí được mùi thuốc pháo thơm gió xuân quyện xác pháo xác pháo là là bao nhiêu gieo múa tấn vui quá tấn quên cả rằng tấn đang ở nhà bà cả bút tấn hồn nhiên như khi chơi ở nhà mình tấn không chút e thẹn lúc sắp ngồi vào ăn cơm anh bút bảo tấn thế nào năm nay thằng tấn phải về để đi học chứ bà cả nói chặn ngay năm nay lên bảy tuổi thần đồng học thế nào được? Đến sang năm sẽ hay. Có người bênh vực, Tấn không lo ngại. Nhưng Tấn vẫn gầm anh bút. Tấn thấy anh ấy nghiêm khắc, từ nét mặt đến giọng nói. Hình như Tấn bắt đầu ghét anh ấy. Cơm xong, thầy và anh bút đi lễ Tết. Bà cả bận tiếp khách. Bà báo thì đi từ lâu, hẹn buổi chiều về đón Tấn. Anh tháp rủ Tấn xuống nhà học. Anh mở cháp, lấy đưa cho Tấn một tờ giấy nhỏ, hơi dài màu cá vàng. Trên vẽ một cành hoa mai cùng màu nhưng thấm hơn nhiều. Anh mừng tuổi cho Tấn tờ giấy hoa tiên đấy. Tấn cầm tờ giấy, ngắm nghía mãi rồi thực thà ngỏ ý. Không đẹp bằng tranh con gà con lợn. Anh thắp bật cười. Tấn không hiểu đấy, giấy hoa tiên đẹp hơn tranh con gà con lợn và đắt tiền hơn. Tấn không tin, nhưng tấn cũng thích vì tấn thấy anh tháp ngọt ngào quá tử tế quá khi nào tấn nhớn đi học như anh u sẽ mua nhiều giấy hoa tiên cho tấn lời hứa ấy không làm vui lòng tấn vì tấn có thích giấy hoa tiên đâu nếu anh tháp hứa u sẽ cho tấn nhiều tiền và may cho tấn nhiều áo đẹp có lẽ tấn sướng hơn nhiều anh tháp lặng yên một lúc rồi hỏi tấn anh đối tấn biết tấn là con ai nào tấn cười khoái chí con u u nào u tấn chứ còn u nào nữa u tấn ở đâu ở dưới thôn gạo giọng anh tháp âu yếm thêm không phải rồi tấn là con u ở trên này tấn là con bà cả bút tấn mở to mắt ngạc nhiên anh nói dối không anh không nói dối đâu Anh nói thật đấy U ở trên này có một người con gái thị chạp Và bốn người con trai là anh Anh Vấn, Tấn và em Tiết Vì U bận buôn bán Ít khi ở nhà Nên đẻ con nào ra Cũng chỉ được vài ba tháng Là U lại nhờ người nuôi hộ Gửi tiền, gửi gạo, gửi vải Và trả công người ta U chỉ nuôi lấy có anh và chị Thạp Vì khi ấy U còn hiếm Chị Thạp hôm nay ra lễ Tết ngoài cầm từ sáng sớm còn anh Vấn thì u nhờ bà Vấn ở ngõ hậu nuôi hộ. Em Tiết thì ở nhà bà Côi đang ngõ chùa. Và Tấn thì ở nhà bà Báu Tấn lặng im nghe anh Tháp nói. Lòng Tấn phân vân lắm. Anh Tháp lại hỏi. Tấn đã hiểu chưa? Bà Báu chỉ là u nuôi của Tấn. Còn người đẻ ra Tấn chính là u ở trên này. Bởi vậy u ở trên này mới thương yêu Tấn. Tấn không trả lời, chỉ hỏi vạn lại. Thế còn em Toại? Toại là con đẻ của bà báu. Một lát sau Tấn lại hỏi. Thế người ta yêu con đẻ hơn hay con nuôi hơn? Ai cũng yêu con đẻ hơn con nuôi. Sao U ở thôn gạo lại chỉ cho Tấn mặc áo đẹp, ăn cơm trắng chứ không cho Toại? Tấn vẫn chưa hiểu. Cơm áo ấy là của U ở trên này gửi xuống cho Tấn, thì Tấn được hưởng, chứ có phải của bà báu đâu tấn không hỏi thêm nữa tấn chỉ lý luận được có thế nhưng tấn cũng đã hiểu đại khái tại sao u chỉ âu yếm toại và chỉ gọi toại là con trai một ý khác hiện đến trong óc tấn tấn lại hỏi anh tháp thế thế anh bút là con ai anh tháp hơi ngập ngừng anh bút cũng là con thầy u trên này như anh như tấn sao anh bút ghét tấn thế Tính anh ấy thế đấy Anh ấy không ghét tấn đâu Anh tháp nói câu đó với một giọng hơi run Rất cảm động Anh lại khẽ thở dài nữa Tấn còn bé Chưa biết chú ý đến những điều ấy Nhưng Tấn thấy Tấn vẫn không thể coi anh bút cũng như anh tháp được Đã nửa tháng nay Tấn mắc bệnh hen Cô Tấn buồn buồn ngưa ngứa Cứ khò khử kéo lên thít xuống Tấn cố nhịn Nhưng không thể nhịn được những khi cơn hen lên nặng Người Tấn co rút lại Tấn xanh sao mỏi mệt lắm Tấn tủi thân Từ hôm được anh Tháp nói rõ cho Tấn biết rằng Bà báu chỉ là u nuôi của Tấn Tấn càng cảm thấy sự hờ hững Của những người sống chung với mình Nghĩa là cả gia đình ông báu Những ngày ốm yếu Tấn buồn lắm Nếu toại đau như Tấn Chắc chú U không dừng dưng được như thế Ý nghĩ đó thoáng hiện trong óc Tấn và lần thứ nhất Tân nghĩ tới bà cả bút Mong bà đến thăm Sau đó mấy hôm Bà báo đi lấy thuốc hen về tần nghe rõ bà nói với chú Thuốc hen trên trọi đây Thuốc này hay lắm Người ta dặn trẻ con chỉ được cho uống 3 viên Nhưng nó đã nhớn Lại hen từ lâu Uống 3 viên thì vần vẽo gì Chú bàn Cứ cho uống tăng lên 7 viên Càng chóng khỏi Tôi cũng nghĩ vậy thấy chú u bàn với nhau như thế tấn cảm động lắm thì ra chú u cũng có lòng thương tấn chứ không ghẻ lạnh như tấn đã tưởng và tấn hối hận vì đã nghi oan cho cả hai người u cầm gói thuốc vào một bát nước vối vào u lấy thuốc đưa cho tấn em tấn uống thuốc cho chóng khỏi này tấn chia tay ra u đặt vào lòng bàn tay tấn những viên thuốc đỏ thẫm nhỏ vừa bằng hạt cái cho tất cả vào miệng, rồi nuốt chừng đi, đừng nhai. Tấn làm theo, U đưa cho Tấn bát nước vối. Tấn uống mấy hụm để thuốc trôi xuống, rồi lên giường nằm. Một lát sau, Tấn thấy người lao đao, ruột cồn cào khó chịu. Rồi mặt Tấn nóng bừng, cổ Tấn gian ngứa, bụng Tấn quản quại đau. Tấn vội ngồi dậy, lên ra đầu giường. Và có gì trong dạ dày nôn ẻ ra hết Lúc ấy mặt mũi tấn tối sầm Mắt tấn hoa lên Nảy đom đóm Tấn nằm vật ra giường Chân tay duỗi thẳng Mắt lờ đờ Mũi và miệng cùng thở hát ra Tấn nhọc lắm Toàn thân tấn mỏi mệt Nhưng tấn không mê man Những việc xảy ra chung quanh tấn hiểu cả Tấn thấy u chạy vội vào hoảng hốt gọi Tấn ơi tấn 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 làm sao thế Tấn muốn nói Muốn thưa nhưng Tấn thiếu hơi sức Bà báo gọi chồng giọng lạc gản đi Ông nó đâu ấy nhỉ Khổ chưa Có vào đây ngay không Ông báo chạy vào Cái gì thế Còn cái gì nữa Nó ngất đi đây kia kì kìa Gọi mãi không tỉnh Làm thế nào bây giờ Ông báo gắt Chắc bà lại cho nó uống nhiều thuốc quá chứ gì Đâu mà nhiều Tôi cho nó uống có 7 viên Người ta dặn bà cho uống mấy viên. ba Viên, ai bảo bà cho nó uống nhiều hơn? Chính miệng ông bảo chứ cần ai bảo nữa? Tôi bảo à? Tôi bảo à? Tôi. Chừng ông báo nhận thấy mình cãi bậy, ngượng miệng nên không nói hết câu. Ông chỉ phàn nàn về thất vọng. Làm thế nào bây giờ? Phải nghĩ cách làm thế nào chứ. Vợ chồng đổi lỗi quanh mãi cho nhau ích gì? Trên giường Tấn vẫn nằm thoi thóp thở Mồ hôi lấp lánh ở chán Và giò giò xuống hai bên thái dương Bà báo lại cúi xuống gọi Tấn ơi Tấn Tấn ơi Tấn vẫn nằm yên Nhìn bà bằng đôi mắt mỏi mệt Ông báo bàn với vợ Hay là tôi lên mời bà cả bút xuống Bà báo vội gạt ngay ấy chết Đừng Bà ấy mà biết mình cho nó uống nhiều thuốc quá thì bà ấy mắng có mà giấu mặt đi không kịp Làm thế nào Lỗi ở mình cũng phải liều vậy chứ Chẳng lẽ để chết con người ta hay sao Bà báo lưỡng lự rồi cả quyết Ừ Ông lên gọi bà ấy vậy Ông báo đi ngay Bà báo ngồi xuống bên tấn Khẽ kéo vạt áo thấm mồ hôi cho tấn Lúc ấy Tấn đã hơi đỡ nhọc Tấn có thể nói được Nhưng tấn không nói một ý tưởng ngộ nghĩnh thoáng hiện đến óc Tấn Tấn chỉ sợ mình khỏi sớm quá Tấn muốn bà cả bút nhìn thấy Tấn nhọc hơn bây giờ Nhọc mê man Tấn lo bà đi vắng Hoặc khi bà xuống đến nơi Tấn đã đỡ nhiều Tấn nghĩ lờ mờ như thế Còn tại sao nghĩ vậy Tấn không biết Chưa bao giờ Tấn xét tìm nguyên do của một ý nghĩ Một cử chỉ của mình Tuổi Tấn đâu phải là tuổi đa tư Bà cả bút đến Cùng đi với bà ngoài ông báo ra Còn một người đàn ông khác nữa Bà cả khẽ đặt tay lên chán Tấn Bà gọi Tấn ơi Tấn Tấn không thưa Bà cả bị Tấn vào lòng Ôm chặt lấy Tấn Giọng bà đầy thương cảm Còn dài u làm sao thế Tấn khẽ lắc đầu Rồi từ từ nhắm mắt lại Được bà cả nâng niu Tấn thấy lòng êm dịu Tấn không mệt lả nữa Tấn tỉnh táo lắm Tấn muốn ôm cổ bà cả Thủ thỉ với bà Còn đỡ nhiều rồi Con không làm sao cả Nhưng Tấn vẫn lặng yên Bà cả hỏi bà báo Bà đã cho em uống thuốc hen chưa Đã Bà cho em uống mấy viên Bà báo ngập ngừng Tôi cho em uống có 7 viên Bà cả sửng sốt Chết chưa thảo nào chính con tôi bị ngộ thuốc rồi tôi đã bảo thuốc của người ta tốt nhưng hay công phạt chỉ được cho nó uống ba viên thôi bà không nghe bà làm khổ con tôi mới đến tôi đã đoán biết ngay kia mà bà báo luống cuống những viên thuốc nhỏ quá mà em thì hẹn từ lâu tôi tưởng cho em uống thêm lên để em chóng khỏi bà cả uất giận giọng bỉa mai phải chóng khỏi đấy khỏi rồi đấy rồi bà ngoảnh nhìn phía người đàn ông cùng đến với bà làm thế nào bây giờ ông lang ông lang đến nhìn sang mặt tấn sợ bàn tay bàn chân tấn rồi hỏi ông báu cậu ấy đã thổ được chưa thổ rồi thổ nhiều lắm thế thì được không hề gì bà cứ để cho cậu ấy nằm yên nghỉ đến chiều tôi cắt cho một chén thuốc thì lại sức ngay bà cả vững tâm và lại bà thấy Tấn hình như đã dịu Bà đặt Tấn nằm xuống giường Bà ngồi nấn ná một lát nữa Rồi đứng dậy ra về với ông lang Tấn muốn gọi to U ơi Nhưng Tấn thấy lời nghẹn trong cuống họng Đến khi ông báo và bà báo cũng ra nốt Tấn thấy Tấn chơi chọi Và gian nhà lạnh lẽo quá May sao Tấn thiêu thiêu ngủ được ngay Và trong giấc ngủ Tấn quên hết ngay buổi chiều hôm ấy Bà cả bút đem thuốc xuống Bà can dặn bà báu Thuốc sắc hai nước Nước thứ nhất Cho hai bát nước lá lấy lưng bát thuốc Nước thứ hai cho một bát nước lá Lấy non lưng bát thuốc Đùn nhỏ ngọn lửa thôi Vì thuốc có thục dễ chảo lắm Và nhớ đừng sắc bằng củi xoan Hỏng mất thuốc Bà phải cẩn thận hộ tôi mới được Tôi dặn sao bà cứ làm vậy Bà đừng làm như thuốc hèn ban sáng tôi phiền lắm. Bà báo, tôi chỉ cho dại một lần thôi. Bà cả đem vào cho Tấn một gói táo tàu và một gói đường phèn trắng. Những thứ này lành, lúc nào con muốn ăn thì ăn. Rồi bà ám Tấn âu yếm hỏi, con đã đỡ chưa? Con đỡ rồi. Sang năm lên tám, về trên nhà ở với thầy U, rồi đi học nhé. Vâng. Tấn sướng quá. Tấn ước ao được bà cả ở luôn bên cạnh Tấn, săn sóc đến Tấn. Rồi Tấn lại phân vân, không biết có nên lên trên bà cả hay ở lại đây, nơi Tấn đã sống quen từ lâu lắm. Tấn chưa biết suy bì điều hơn lẽ thiệt như người nhớn. Tấn chỉ nghĩ đến những người Tấn đã gặp. Và trong trí tưởng tượng của Tấn, hình ảnh một người hiện ra rõ rệt. Đó là hình ảnh anh bút. Phải, anh bút, con người có bộ mặt đam đam, có giọng nói nghiêm nghị, có tính hay bắt bẻ Tấn. Con người mà Tấn vừa gớm vừa ghét và không muốn gần. Hình ảnh anh bút khiến Tấn hết lưỡng lự, Tấn nhất định ở lại với u chú. Nhưng bà cả bút đang bế Tấn trong lòng, đang nhìn Tấn với đôi mắt đầy yêu đương mà Tấn vốn thèm. Bên cạnh Tấn còn nguyên hai gói quả ngon và từ dưới nhà bếp phảng phất đưa lên hơi thơm của thuốc bắc. Sự liên tưởng khiến Tấn nhớ ra rằng cả thuốc khen tấn uống sáng ngày cũng của bà cả bút mua chứ không phải của u như tấn đã tưởng. từng ấy thứ đủ chứng tỏ tình yêu đàm thắm của người mẹ hiền từ người mẹ ấy hiện đang vuốt ve tấn thương tấn cầu mong cho tấn khỏi tấn quên hẳn anh bút tấn nghĩ đến những ngày sống êm đềm trong tình yêu chân thành của một người mẹ và tấn lặng lẽ nhìn bà cả bút lòng tấn sao gian mừng vui Tấn đã khỏi bệnh Tấn khỏi cả hen nữa Nhiều người bảo mùa đông tới Thế nào bệnh hen của Tấn cũng lại phát Bà cả bút cũng lo như thế Nhưng mùa đông qua Tấn vẫn lành mạnh Tấn khỏe Người mừng không phải là Tấn Nhưng chính là bà cả bút Tấn đã lên tám Một buổi chiều Tấn đang tha thần ngoài sân Chỗ vải nước Bỗng dừng lại lắng tai nghe Tấn vừa thang thấy bà báo nói Bà cả bút dạo này buồn lắm Thầy nói đến chuyện bà cả bút Mà lại là một chuyện buồn Tấn không thể bỏ qua được Tấn đã nhiều trí khôn hơn năm lên 6 lên 7 Tấn đã rõ bà cả là mẹ đẻ của mình Nên Tấn muốn biết chuyện Có tiếng chú hỏi Bà ấy làm sao mà buồn U chép miệng Bà ấy đi vắng Ở nhà có gánh hàng đáng ba bốn trăm bạc Anh bút lấy trộm đem bán để lấy tiền đi đánh sóc đĩa. Câu chuyện đập ngay vào khiếu tò mò của Tấn, nên mới thoáng cái, Tấn đã ở gần nơi U chú đang ngồi. Chú phàn nàn: "Không phải con đẻ ra có khác, khi nào nó biết thương tới?" Giọng U có vẻ tức giận. "Được cái bà cả ấy tử tế, chứ phải người gì ghẻ khác, gặp đứa con chồng hư như vậy, có họa là người ta đánh tuột xương ra." "Đừng ác thì thôi." chứ tử tế quá như thế cũng không được. Đằng này bà ấy muốn tránh tiếng gì gẻ con chồng, nên bà ấy chịu anh ta quá con đẻ, muốn gì được ấy. Thế mà anh ta vẫn coi thường bà ấy, và vẫn có ý ghen ghét với những con bà ấy đẻ ra. Thật là nhân vô thập toàn. Bà ấy buôn bán phát tài, kiếm tiền như người hai ra của. Nếu không gặp phải đứa con chồng phá tán, thì bao nhiêu sự sung sướng bà ấy hưởng cả. U lặng im. Đoán biết câu chuyện đến đấy là ngừng Tấn đánh bảo hỏi U ơi Thế anh bút không phải là con bà cả bút ư Không Anh ấy là con bà trước Anh ấy là con bà trước Bà trước đẻ ra anh ấy ra được 3 tháng thì mất Bà cả nuôi anh ấy từ năm anh ấy lên 6 tuổi Bà trước là bà nào kia Bà trước là mẹ già của Tấn Mẹ già là thế nào hữu U Bà báo hơi gắt Mẹ già là mẹ già Chứ còn là thế nào nữa Thằng này hỏi lần thần quá Mẹ già là người vợ cả Còn bà cả bút bây giờ là lấy kế mẫu Tấn chẳng hiểu gì cả Tấn không dám hỏi bạn nữa Vì thầy U đã có ý gắt Nhưng ngay khi ấy Tấn nghĩ đến anh Tháp Và Tấn cố nhìn cũng không được Thế anh Tháp là con ai? Anh Tháp là con dai đầu lòng của bà cả bút anh tháp với tấn là anh em cùng cha cùng mẹ còn anh bút với anh tấn cũng là anh em ruột nhưng cùng cha khác mẹ u nói dài dòng quá tấn không hiểu nhưng tấn cũng rõ đại khái rằng đối với tấn anh bút không thân bằng anh tháp và trong óc tấn lờ mờ hiện ra hai tiếng thảo nào tấn ngoan ngoãn theo anh tháp trên con đường từ thôn gạo lên thôn trên tấn không hiểu tại sao tấn đã theo anh một cách dễ dàng như thế lúc ấy là một buổi sáng thu u chú đều vắng nhà tấn đang nằm chơi trên chiếc trọng tre với toại thì anh tháp xuống anh dừng chân trước mặt tấn ngọt ngào nói thầy u cho anh xuống đón em về để ngày mai bắt đầu đi học em tiên cũng đã về từ chiều hôm qua tấn trả lời liền vâng thế thì đứng lên rồi cùng về với anh như bị thôi miên, sai khiến bởi một sức mạnh huyền bí gì. Tấn đứng ngay dậy, đi theo anh tháp. Tấn không kịp nghĩ đến u chú. Tấn bỏ quên cả quần áo, đáng lẽ phải đem đi theo để thay đổi. Tấn không chào tại một lời. Tấn không cào quay cổ lại để lưu luyến nhìn mái nhà danh, khoảng sân đất, khu vườn hẹp, làn ao trong. Bao thứ thân yêu đã làm bạn với Tấn trong 8 năm rời, đã được rõ những ngày vui buồn của Tấn. Ở những nơi ấy, tấn đã để lại biết bao kỷ niệm của tuổi thơ ngây thế mà tấn đã ra đi lòng rừng rưng như một người xa lạ phải có một lẽ thiêng gì cám dỗ tấn mới mê man vội vàng như vậy nhưng bây giờ đang thong thả bước trên đường đằng sau anh thắp tấn tự nhiên cảm thấy như hối tiếc lúc này tấn mới nhớ chú u nhớ chị báu nhớ em toại nhớ cả nơi ăn trốn nằm chỗ đùa nghịch và một nỗi buồn man mác trong lòng tấn và trong cảnh trời thu Rồi tới khi nghĩ đến anh bút Đến cuộc đời mới Tấn sắp bước chân vào Tấn không thể không băn khoăn được Nhưng biết làm sao nữa Tấn đã ra đi Không lẽ quay trở lại Đã đến thôn trên Thôn tín Mỹ Rồi tới cổng nhà bà cả bút Thấy Tấn vào Bà cả hớn hở ra đón Con dài đã về đi ư Anh tháp khẽ bảo Tấn em chào u đi tấn chắp tay ngượng nghịu lại u ạ à? bà cả vui cười ngoan con dài tôi ngoan lắm rồi bà ẵm tấn lên anh bút ngồi trong nhà nói nó không lạ nhỉ bà cả chuyện thế nào gọi là máu mủ thế mà tôi cứ lo nó không chịu về như thằng vấn trước được cái nó cũng tốt số gặp bà báo tử tế không dám gian dảo lấy của người làm của mình. Chẳng bù với con mẹ cô ấy nuôi thằng Tiết. Nó bỏ con mình bỏ lấy cả ngày ngoài ngõ. Đến khi con mình ốm, thuốc của con mình, nó cho con nó uống. Chẳng may rồi quả báo. Con nó bỗng dưng đi uống thuốc bệnh vào, bị một cơn xài tưởng không chữa được. Vừa khi ấy, một đứa trẻ vào khoảng tuổi toại và cũng bé nhỏ như thế từ trong nhà chạy ra. Ba cả bảo tấn. Đấy, thằng Tiết đấy em của Tấn đấy. Tấn nhìn Tiết, mới gặp Tấn đã thấy yêu và có phần yêu hơn Toại. Tấn không hiểu tại sao lại như thế. Bà cả vào trong buồng, lấy táo tàu ra chia cho Tấn và Tiết. Rồi bà ấm cả hai anh em xuống vườn, chỉ cho xem đàn lợn tí hon vừa mới đẻ. Của các con đấy, đến Tết, u sai người làm thịt để các con ăn. Lòng Tấn hân hoan khởi lời, Tấn nhận thấy giữa Tấn và Tiết Tình yêu thương của U Cũng như mọi thứ khác Đều được chia sẻ đều nhau Tấn nhớ lại khi còn ở nhà U chú dưới thôn gạo Tấn được lợi về sự ăn mặc Nhưng chịu kém toại về phía tình cảm Thành ra hai anh em Tuy sống bên nhau Mà vẫn thấy riêng biệt xa cách nhau Và vì đó ít yêu nhau Chiều đến Trời tối dần Trong cảnh hoàng hôn Nghe tiếng lợn ùn in dưới vườn Nhìn đàn con loang quang theo mẹ Tấn tự nhiên nào nào nhớ cảnh xưa người cũ Tấn thấy quãng đời đã qua của Tấn cũng lặng lẽ Cũng êm đềm Và Tấn buồn buồn như nhớ tiếc Nhưng bà cả lấy cơm cho Tấn và Tiết Ở đây hai anh em được ăn ngày ba bữa Bữa chiều này Tuy cơm nguội Nhưng có thịt lợn nạc diêm với củi dừa Nên Tấn ăn ngon miệng lắm Tôi đến Bà cả thân hành đi rửa mặt mũi tay chân cho hai con rồi bà ẵm hai con vào giường nằm bà cả nằm ở giữa tiết bé được nằm trong tần nhớn hơn phải nằm ngoài nhưng cả hai cũng được nằm sát vào u liền ngay bên u nên cả hai cùng sung sướng và không ai ghen tị với ai bà cả để hai con gối đầu lên hai cánh tay mình âu yếm nói ô kể chuyện lục vân tiên cho hai con nghe nhé vâng tấn và tiết cùng nói lên một lúc và cùng lắng tai nghe Bà cả bắt đầu kể Nguyệt Nga dạ xót như bào Đêm trong đèn hạnh Dầu hao than dài Thất tình châm lược biếng cài Bên màn buông xóa Tóc dài ngồi lo Chiều quân xưa cũng cống hồ Tấn thấy giọng U hay quá Êm như du Rồi tấn thiêu thiêu Trong khi câu hát vẫn trầm trầm bồng bồng Tỉnh phu phụ nghĩa quân thần, làm người chọn nghĩa xa gần mới nên. Trung tình gánh nặng hai bên, nếu ngay cùng chúa át quên ơn chồng, thôi thì một tác là xong, lấy mình báo chúa, lấy lòng sự phu. Tấn đã ngủ rồi, bên tai Tấn vẫn vang vẳng tiếng u êm ái, và ngay trong giấc điệp, lòng Tấn còn phảng phất vui vui Tấn tỉnh giấc khi trời đã sáng từ lâu U từ ngoài sân bước vào mỉm cười hỏi Con dài đã dậy đi ư Vâng Ra U rửa mặt cho Rồi con xuống nhà học Em tiết dậy sớm Đã ngồi đợi ở dưới ấy rồi Nhà học là một căn nhà ba gian Bằng tre, lợp xanh Liền với nhà trên Nhà tuy hẹp nhưng sạch sẽ sáng sủa Giữa nhà kê hai bộ ghế ngựa Bộ trong áp tường cao hơn bộ ngoài độ hai hòn gạch khi tấn vào đã thấy trên bộ ghế cao có một người đàn ông ngồi tì khửu tay vào một chiếc cháp sơn then đó là ông đồ tiết thì ngồi ở bộ ghế phía ngoài đối với tấn ông đồ không phải là người lạ mặt ông đã cùng ngồi ăn cơm hai bữa với thầy u và với anh em tấn có lẽ vì thế nên tấn không sợ ông lắm vào buổi học đầu tấn không lo như nhiều trẻ khác ông đồ hỏi Tấn đi à? Vâng. Vào ngồi đây kia với em, rồi sắp sửa học. Tấn lên ngồi bên cạnh tiết. Tấn chăm chú nhìn vào bốn bức liễn treo trên tường. Trên mỗi bức có vẽ một thứ cây bằng mực tàu. Tấn không biết cây gì cả. Một cây có lá dài và nhọn giống lá tre quá, nhưng đốt to hơn, và những gióng thuôn thuôn tựa những chiếc đuôi gà nhỏ. Hai cây có hoa, còn một cây thân to lắm, xù xì và mãi trên ngọn mới tua tủa mấy chòm lá nhỏ tí và dài như những chiếc tăm ông đồ hỏi hai anh em có biết những cây gì đấy không tấn trả lời không ông đồ chỉ ngón tay vào từng bức giảng dài cây này là cây thông cây này là cây mai cây này là cây cúc cây này là cây trúc đây là bó tranh tứ quý của cụ đồ lạc vẽ Cụ đồ trước kia cũng ngồi dạy học ở đây Bộ tranh này vẽ khéo lắm Những nét tài tình lắm Rồi ông đồ rung đùi ngâm nga khe khẽ Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa rời mà gieo Nhưng ông im bặt Khi thấy bà cả bút bước vào Bà đặt một đĩa táo tàu trước mặt tấn ngọt ngào bảo Anh em ăn đi Rồi học cho ngoan nhé Ông đồ mỉm cười nói theo Ăn đi rồi học thì vừa Mãi gần thừng buổi Ông mới lấy hai quyển sách mở ra Để dạy Tấn và Tiết Suốt ngày Tấn chỉ phải học qua tám chữ Thiên tích thông minh Là rời cho thông minh Thánh phủ công dụng Là ông thánh giúp công dùng Tiết kèm Tấn hai tuổi Chỉ học có bốn chữ trên Tấn thấy sự học dễ dàng quá Tấn không phải gắng sức chút nào Tấn không mảy may lo ngại Bà cả thì hết sức chiều chuộng hai con Luôn ba ngày liền Bà mua cho Tấn bà tiết nào bánh Nào kẹo Nào táo tàu Nào đường phèn Bữa cơm Bát của đôi trẻ những món ăn ngon Và tối đến Cả hai lại đưa gối đầu lên cánh tay U Nghe U kể chuyện Nguyệt Nga Cống Hồ Và cùng nằm sát vào U nũng nịu Mấy hôm ấy Tấn thấy mau quá như mấy ngày Tết Đời Tấn toàn vui tấn mừng ra nét mặt Được sống trong sự yêu thương và trong cảnh phong phú Tấn mới nhận rõ sự buồn tẻ của quãng đời ở nhà U Chú Tấn không mến tiếc gì quãng đời ấy nữa Nhưng sang ngày thứ tư Bà cả bút ăn cơm sớm Bà cho Tấn và Tiết mỗi người một hào Bà ân cần dặn bảo hai con U đi bán hàng độ nửa tháng thì về Các con ở nhà phải ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành nhé Hôm nào về, U sẽ mua nhiều quà cho Rồi bà gánh gánh hàng ra khỏi cửa Tấn muốn òa lên khóc Người Tấn bàng hoàng như vừa bỏ rơi một vật gì Tấn vốn tha thiết giữ Tấn buồn Thả rằng Tấn cứ ở lì trong căn nhà danh dưới thôn gạo Thả rằng bà cả bút cũng nghe lạnh Tấn như u báu Nhưng không Tấn đã hiểu thế nào là tình yêu đương của một người mẹ Tấn đã sống những ngày đầy đủ Êm ấm Lòng Tấn đã rào ra sướng vui Vì có sự đổi thay như thế Nên Tấn càng nhận thấy vẻ quạnh hưu của hiện tại Vẫn cảnh trời ấy Nhưng vắng u Trước mặt Tấn Mọi vật hình như mờ đi lạnh lẽo Và từ đấy Mỗi khi đứng nhìn một người mẹ nào âu yếm con Tấn lại khát khao một tình yêu Tấn không được hưởng trong tuổi ngây thơ Và Tấn lại cảm thấy lòng hoang mang thiếu thốn